Chào mừng quý khán giả đã trở lại với talk show Chuyển động Kinh tế của báo Sài Gòn Giải Phóng. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề trái phiếu xanh và thị trường tín chỉ carbon cho doanh nghiệp. Kính thưa quý vị khán giả, cụm từ xanh, kinh tế xanh, xanh hóa, phát triển xanh, hướng tới xanh v.v. có lẽ sẽ không còn xa lạ với hầu hết các doanh nghiệp và đang là xu thế trên toàn cầu. Đương nhiên, Việt Nam vẫn không ngoại lệ. Xong, để đi vào thực tế cho doanh nghiệp hiểu và áp dụng cũng như thu hút doanh nghiệp xanh vào đầu tư còn nhiều vấn đề cần bàn. Trước thềm diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư 2023 với chủ đề Tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không vào tháng 9 tới đây, báo Sài Gòn Giải Phóng có mời đến trường quay tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol Vương Quốc Anh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia vào chương trình này. Trước hết là xin tiến sĩ có thể nói sơ qua cái cơ bản về cái trái phiếu xanh là gì? Trái phiếu xanh nó là một cái công cụ nợ được phát hành, thì nó cũng giống như cái công cụ nợ khác của doanh nghiệp đã phát hành từ xưa đến nay. Cái loại trái phiếu nó chỉ khác một điều là trái phiếu xanh là nó hướng tới là nó cái dòng tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được đầu tư vào những cái dự án mà nó tạo ra cái hiệu ứng tích cực đối với môi trường. Thì hiệu ứng tích cực ở đây bao gồm là nó giảm thiểu hiệu ứng ví dụ như là phát thải, hoặc là nó tạo ra những cái dự án mà nó thay thế những cái nguồn nguyên liệu bẩn bằng nguồn nguyên liệu xanh hơn, tức là chúng ta gọi là nhiên liệu thế hiện nay chẳng hạn. Thì nói chung là mục tiêu chung là hướng tới là làm cho cái tác động ở môi trường nó được tích cực hơn. Thì người ta hướng tới cái dòng tiền đổ vào cái dự án như vậy thì gọi là những trái phiếu xanh. Nhưng vì sao mình phải quan tâm đến một cái trái phiếu xanh trong lúc này hả tiến sĩ ha? Lúc này thì nó có hai cái yếu tố. Thì yếu tố đầu tiên là yếu tố từ bên ngoài, là do chúng ta đã có những cái cam kết tham gia vào những cái hiệp định mà chúng ta bắt đầu từ cái câu chuyện chúng ta có hiệp định Paris. Thế giới cam kết hướng tới là phải giảm hoặc là khống chế cái mức tăng nhiệt độ ở mức 2% hoặc là thấp hơn nữa. Khi mà chúng ta tiến tới cái hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP 26 thì một cái mục tiêu tham vọng hơn nữa được đưa ra là cái mức độ tăng nhiệt độ là 1,5%. Mà như vậy thì nó có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ phải giảm phát thải, và cụ thể giảm những cái phát thải như là khí CO2, và bên phía một số nước như Trung Quốc cũng giảm phát thải một số nước như SO2. Thì nó giảm phát thải là cái mục tiêu quan trọng. Mà khi giảm phát thải thì chúng ta sẽ có những cái tác động đối với cái ngành công nghiệp mà họ phát thải ra nhiều, và nó dẫn đến là các cái nước phát triển họ phải cam kết một cái lượng vốn đầu tư để hỗ trợ một phần là doanh nghiệp trong nước của họ, một phần là doanh nghiệp bên ngoài của nước ngoài để mà giảm phát thải. Thì đầu tiên đây là cái tác động từ bên ngoài nó tác động đến, và thứ nhất chúng ta là một nước đang phát triển, chúng ta cũng tham gia vào cái hiệp định đó thì chúng ta có trách nhiệm phải cố gắng giảm phát thải. Thì đó là một cái áp lực đối với chúng ta phải, các doanh nghiệp chúng ta bây giờ phải giảm phát thải đi. Và cái thứ hai cũng là cơ hội, tại vì khi mà người ta có một cái lượng vốn, người ta sẵn sàng tài trợ cho cái nước đang phát triển để thực hiện các dự án giảm phát thải, thì chúng ta có thể lấy cái nguồn vốn đó về và chúng ta tiến hành đổi mới nền kinh tế trong nước. Thì cho nên đó là một cái cơ hội cũng như là một cái áp lực chúng ta phải thực hiện, đó là từ phía bên ngoài. Từ phía bên trong thì để tăng trưởng kinh tế chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cần phải có hạ tầng, chúng ta cần đổi mới hạ tầng, và rất nhiều câu chuyện nói về đầu tư công, về thay đổi hạ tầng rất là cần thiết. Ví dụ như khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng rất cần, và đây là một khu vực được dự báo là sẽ bị tác động rất lớn bởi biến đổi khí hậu, cho nên là họ cần cái nguồn vốn đầu tư vào. Thì như vậy là từ phía bên ngoài thì áp lực vào và cũng là cơ hội, thì ngay bên trong chúng ta có những cái nhu cầu của chúng ta, cho nên chúng ta cần tham gia vào những cái dự án xanh. Và khi tham gia vào dự án xanh thì trái phiếu xanh là một cái công cụ thuận lợi, tại vì khi mà chúng ta phát hành thì cơ bản hiện nay trái phiếu xanh lãi suất nó sẽ thấp hơn ở một số tình huống, cho nên là chúng ta tận dụng một nguồn vốn nói chung là phù hợp với lại cái nhu cầu phát triển xanh của chúng ta, và nguồn vốn nó có thể rẻ đi và nó có nhiều cái lợi ích khác, ví dụ như là liên quan đến thị trường tín chỉ carbon v.v. Thì như vậy đó là chúng ta có một công đôi chuyện, và đó là lý do tại sao chúng ta nên phát hành cái trái phiếu xanh. Tiến sĩ vừa có nói đến là rủi ro do biến đổi khí hậu, vậy thì rủi ro của nó là gì? Rủi ro của biến đổi khí hậu á thì nó có hai loại chính. Loại thứ nhất chúng ta gọi là nước ngoài họ gọi là physical risk, chúng ta gọi là tạm gọi là rủi ro thực thể. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ, ví dụ như chúng ta có thiên tai, chúng ta có lũ lụt, chúng ta có thay đổi khí hậu dẫn đến mất mùa,
như một câu chuyện đang diễn ra ở châu Âu và có khả năng là diễn ra ở Trung Quốc hiện nay. Rồi chúng ta có hạn hán, và chúng ta cũng thấy được nhiều người cũng dự báo là mực nước biển sẽ dâng lên. Thì mực nước biển dâng lên nó sẽ ảnh hưởng, đối với các nước châu Âu thì họ quan tâm đến vấn đề là nó ảnh hưởng tới bất động sản, nhưng ngay chúng ta thấy là câu chuyện ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta sẽ ảnh hưởng tới nhiều vấn đề khác. Đó là cái rủi ro thực thể. Cái rủi ro thứ hai là rủi ro chuyển đổi. Rủi ro chuyển đổi có nghĩa là các doanh nghiệp hiện nay họ đang sản xuất trong một cái nền sản xuất chúng ta có thể nói gọi là tạo ra khí thải nhiều, nhưng mà do cái áp lực từ COP26, áp lực từ Hiệp định Paris 2015 thì nó dẫn đến là chúng ta sẽ phải chuyển đổi sang một cái nền kinh tế mà phát thải thấp, chúng ta gọi là low carbon economy. Mà khi chúng ta chuyển đổi như vậy thì những doanh nghiệp mà họ đang sản xuất trên cái nền sản xuất mà chúng ta gọi là coi như là công nghiệp tạo ra khí thải nhiều, thì bây giờ thứ nhất là ngân hàng họ cũng không muốn cho vay nhiều vào, cái thứ hai nhà đầu tư họ cũng không muốn đầu tư vào lĩnh vực đó nữa. Thì những cái tài sản cố định mà đang ví dụ như máy móc thiết bị liên quan tới cái lĩnh vực đó thì bây giờ họ bắt đầu họ không đầu tư nữa, thì cái lĩnh vực nó đang dần dần sẽ không còn được ưa chuộng, thì cái tài sản đó nó sẽ xuống giá và các doanh nghiệp đó bây giờ họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc bán đi một số cái sản phẩm. Ví dụ như một số nước bây giờ họ sẽ không mua những cái sản phẩm ví dụ như dệt may mà không xanh thì họ không mua. Thì như vậy những cái tài sản liên quan rồi những cái hoạt động kinh doanh liên quan, những cái đó nó đều sẽ mất giá. Đó là một cái rủi ro chuyển đổi. Thưa tiến sĩ, cái trái phiếu xanh hay là hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không, đây là vẫn là xu thế ai cũng biết rồi. Tiến sĩ có thể nói một cách cơ bản là vì sao Việt Nam chúng ta phải tham gia vào thời điểm này? Thì chúng ta có thể thấy là đây là thời điểm mà đa số các nước xung quanh chúng ta họ cũng đang chạy đua cái chuyện này. Bởi vì họ thấy được một điều là bây giờ chúng ta cũng thấy là vừa rồi EU và Mỹ họ cũng cam kết, mặc dù chúng ta gọi là một cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi vừa diễn ra thôi, người ta gọi là không thành công lắm, nhưng người ta cũng huy động được vài tỷ đô để đầu tư tiếp tục vào các hạ tầng cho những nước đang phát triển. Có nghĩa là người ta vẫn đang cam kết nguồn vốn vào khu vực xanh. Và nó sẽ là rất là đáng tiếc nếu như Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta chậm dân trong khu vực này. Chúng ta để cho cái nước xung quanh chúng ta tận dụng được. Tại vì họ hướng tới là, bởi vì họ cũng nhận thức được là 80% khí thải là đến từ các nước phát triển. Và họ cũng sang các nước đang phát triển, họ làm những cái sản xuất gọi là không xanh, họ chuyển sản xuất sang đây. Thì họ bây giờ họ cũng thừa nhận là bây giờ đây là họ có một phần trách nhiệm là họ giúp cho các nước này chuyển đổi xanh. Thì như vậy nguồn vốn mà họ cam kết rồi, nhưng bây giờ nếu chúng ta không làm một cái dự án xanh thì chúng ta không lấy được nguồn vốn đó về. Thì đây là một cơ hội để chúng ta lấy một nguồn vốn quốc tế về. Và còn quan trọng hơn nữa là yếu tố môi trường, tại vì bây giờ chúng ta cũng muốn đổi mới môi trường mà đang có người cung cấp tiền chúng ta làm cái chuyện đó, thì chúng ta phải cố gắng tận dụng cái nguồn lực đó. Như là quan trọng là lúc này là tiền thì đã có, quan trọng là chúng ta tìm cách là để thu hút mà đưa nó về. Thưa tiến sĩ, vào tháng 9 tới đây là Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là thức thời trong cái đề này, đó là tổ chức một cái diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư 2023, cũng bàn về cái vấn đề mà kinh tế xanh này. Thì nhân đây xin hỏi riêng tiến sĩ rằng là với riêng Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài cái trái phiếu xanh thì còn cái vấn đề gì nữa mà Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm các cái chương trình để mà thực hiện cho cái nền kinh tế? Điều đầu tiên là tôi cảm thấy là bên cạnh cái trái phiếu xanh, đi song song với một cái trái phiếu xanh sẽ là một cái thị trường tín chỉ carbon. Tại vì một phần cho doanh nghiệp họ, tại vì khi họ huy động vốn về để họ làm một cái dự án xanh thì họ cũng phải có cái nguồn để họ trả nợ. Cho dù là lãi suất của trái phiếu xanh nó thấp đi nữa thì cũng phải tạo ra nguồn thu trả nợ. Và bên cạnh những cái nguồn thu truyền thống thì còn một cái nguồn thu là khi họ tạo ra được những cái sản phẩm xanh thì họ cũng có thể đo lường cái mức độ tác động đến khí thải và họ có thể phát hành tín chỉ carbon. Và khi thấy họ bán được cái tín chỉ carbon đó ra thì đó cũng là một nguồn thu của họ và họ dùng nó để họ trả nợ. Tức là bản thân cái thị trường trái phiếu xanh nó phải đi chung với thị trường tín chỉ carbon để là một cái thị trường song song hỗ trợ lẫn nhau. Thì thị trường tín chỉ carbon này chúng ta thấy là bây giờ ngay từ năm ngoái các doanh nghiệp cũng đã kêu là bây giờ thì họ ra được tín chỉ carbon. Và doanh nghiệp nước ngoài họ có nhu cầu họ mua tín chỉ carbon ở Việt Nam luôn. Tại vì thứ nhất là họ có nhu cầu về cái mặt là chúng ta gọi là kiểm kê hoặc là đo lường phát thải hay là khí nhà kính của họ. Cái thứ hai là họ còn có thể đem bán về cho công ty mẹ của họ. Nhưng mà họ lại nói là bây giờ Việt Nam, ở Việt Nam họ biết là có doanh nghiệp có nhưng họ không mua được. Tại vì không có sàn giao dịch. Thì sàn giao dịch tín chỉ carbon đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa
là bản thân các thị trường tài chính hiện nay họ cũng nhìn thấy thị trường giao dịch tín chỉ carbon đang trở thành một thị trường rất là hấp dẫn. Nên chúng ta thấy bây giờ tín chỉ carbon giao dịch có những ngày giao dịch rất là sôi động, không kém một cái thị trường cổ phiếu. Và bây giờ nó còn ra cả những cái sản phẩm phái sinh tín chỉ carbon. Tức là thị trường tài chính họ nhìn thấy luôn đây là một cái cơ hội. Tại vì đây là một thị trường giao dịch, và khi đã có giao dịch rồi thì có thể phát triển cái sản phẩm tài chính trên đó. Chúng ta quay trở lại câu chuyện cơ bản trước đi, là bây giờ ở cái mức căn bản nhất là doanh nghiệp họ cần bán và có doanh nghiệp họ cần mua tín chỉ carbon, đó chắc chắn sẽ là nhu cầu. Và nó không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam với nhau mà sẽ giữa doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài luôn. Thì chúng ta cần một sàn giao dịch. Thì cho đến lúc này thì ở Việt Nam chúng ta đã có tín chỉ carbon rồi, và theo một vài số liệu trên truyền thông thì có những cái số liệu nó lên tới gần 30 triệu tín chỉ carbon. Đây là một con số rất là lớn, và nếu mà chúng ta quy ra một cái mức giá, lấy một cái mức giá tín chỉ carbon giả sử như nó đạt một tiêu chuẩn chỉ cần 5 đô 10 đô thôi, chứ chúng ta không cần một tiêu chuẩn. Có những thị trường đang giao dịch tín chỉ carbon cao cấp lên tới gần 200 đô, chúng ta không tính cái chuyện đó, nhưng nó là tính tới những cái thị trường 50 đô thôi thì chúng ta cũng thu được bao nhiêu tiền rồi. Và ngay cả một vài tổ chức môi trường ở Việt Nam họ cũng đang ước tính là cái việc mà rừng ở Việt Nam thôi á, là mỗi năm là theo ước tính là họ có thể thu được 40 triệu đô. Thì một như vậy thì một con số rất là lớn. Như vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi là bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể giao dịch được. Thì đến lúc này thì trong phản ánh trên truyền thông của doanh nghiệp cũng như của những cái tổ chức phi chính phủ làm về môi trường cũng phản ánh ra là bây giờ thứ nhất là thiếu thị trường, thứ hai là thiếu hướng dẫn. Thì bây giờ Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có ý kiến là bây giờ cũng đang nghiên cứu, Bộ Tài chính cũng đang cho biết là cũng đang nghiên cứu về trái phiếu xanh về thị trường này. Vấn đề là chúng ta nếu chúng ta làm chậm quá thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Tại vì có những doanh nghiệp, có những ngân hàng ở Singapore họ cũng nói với tôi là hiện nay đang có một giải pháp là họ sang đây họ mua trung gian rồi họ mang qua Singapore họ bán. Như vậy chúng ta rõ ràng là chúng ta đang đem đồ chúng ta qua cho Singapore bán, và chúng ta mất cả cái phí trung gian và vân vân. Thì tại sao không chúng ta không bán, làm một cái sàn ở đây và bán ở đây? Và nó nằm ở chỗ là bây giờ nếu chúng ta e ngại về cái chuyện là bây giờ cái hệ thống pháp lý chúng ta chưa đầy đủ, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thử nghiệm. Tại vì chúng ta đang đứng trên một cơ sở là một cái mô hình mới. Và chúng ta cũng đang có những cái chủ trương là làm sandbox. Thì như vậy tại sao chúng ta không đem thử làm sandbox một cái mô hình sàn giao dịch tín chỉ carbon ở một nơi mà có được một cái cơ chế. Và bây giờ chúng ta mới đặt một câu vấn đề là như vậy thì chúng ta sẽ làm ở đâu? Chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có đang có đề án về trung tâm tài chính quốc tế, cũng có những cái cơ chế mới. Tại sao chúng ta không mang về thành phố Hồ Chí Minh làm nơi mà chúng ta cũng đang có một cái sàn giao dịch chứng khoán lớn của cả nước và cũng là một cái trung tâm tài chính của cả nước. Tức là nhân lực và bản thân rất là nhiều tổ chức quốc tế khi mà họ tiến hành đo lường tín chỉ carbon vân vân, họ đang ở Hồ Chí Minh. Tức là chúng ta có rất là nhiều thứ đã có sẵn rồi và chúng ta chỉ cần lắp ghép nó lại với nhau thôi. Cái chúng ta thiếu hiện nay đang là cơ chế và quy định. Và nếu chúng ta chờ nó kiện toàn thì đôi khi nó quá chậm. Khi chúng ta có những cái thể chế chúng ta thử nghiệm thì nó có thể thử nghiệm mô hình ở đây. Và đương nhiên nó có những cái rủi ro, nhưng mà theo tôi là ở thời điểm này nếu chúng ta không làm và các nước xung quanh chúng ta đã có thể nó có thị trường hoàn chỉnh rồi như là Singapore, thì nếu họ nhìn thấy chúng ta có tín chỉ carbon mà chúng ta không bán được, họ sang chúng ta họ mua với giá rẻ, họ về họ bán giá cao thôi. Nếu như nói tiến sĩ như vậy là chắc chắn nó sẽ có rủi ro. Dạ, đúng không? Chắc chắn là nó sẽ có rủi ro. Cái thứ hai nữa rằng là vấn đề như vậy là theo như tiến sĩ nói rằng là cái tiềm năng ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết khai thác nó như thế nào. Cũng riêng về thành phố Hồ Chí Minh thì tôi muốn hỏi tiến sĩ rằng là về cái định hướng mà phát triển kinh tế xanh mà như thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra một cái yêu cầu như vậy, thì trên một cái bình diện chung tiến sĩ có thể nhìn rằng là cái cách mà thu hút của thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các doanh nghiệp xanh ở nước ngoài vào đầu tư thì thành phố Hồ Chí Minh cần phải có những gì nè? Theo tôi là thành phố Hồ Chí Minh nên có những cái buổi tiếp xúc và nói chuyện với doanh nghiệp. Theo tôi biết thì có rất nhiều doanh nghiệp họ đã tự phát, họ đã đi làm cái chuyện là làm những cái hoạt động chuyển đổi xanh rồi. Nó xuất phát từ một vài lý do. Mà ví dụ như là có những doanh nghiệp họ làm dệt may, bây giờ họ muốn xuất sang EU. Thì bản thân họ sẽ, thứ nhất là họ sẽ phải đóng một cái thuế về tín chỉ carbon y như là doanh nghiệp EU. Tức là bây giờ EU họ đang yêu cầu điều đó. Thì như vậy doanh nghiệp Việt Nam họ tự phải làm cái tính toán đó và họ tự phải làm ra cái chuyện đó để mà họ sang đó họ tính ra cái thuế họ phải đóng.
Cái thứ hai là những doanh nghiệp chúng ta cũng biết là họ nói thẳng luôn, bây giờ nếu mà không làm dệt may xanh được thì câu chuyện này báo chí chúng ta cũng phản ánh rồi, là chúng ta đang mất nhiều hợp đồng về một số nước khác bởi vì chúng ta không có dệt may xanh. Rồi doanh nghiệp về nhựa, nhu cầu về chỉ tiêu nhựa sắp tới nó cũng đã có rồi, và như vậy là các doanh nghiệp họ cũng tự chuyển đổi rồi. Thì như vậy chính bản thân doanh nghiệp họ đang làm rồi, nhưng mà bây giờ nó không thành một cái chương trình. Và bây giờ cái điều thành phố cần làm là không phải đi phát động nữa, mà bây giờ sẽ họp lại tất cả mọi người là mọi người đang có cái gì, và theo cái hình dung của mọi người là trong tất cả các lĩnh vực của mọi người đó thì ở những cái phía thị trường xuất khẩu họ đang đòi hỏi cái gì, và chúng ta cần một cái hiệp hội doanh nghiệp xanh để chúng ta kết nối tất cả và chúng ta đưa ra một cái chính sách. Và theo tôi là để nó phải đi vào thực chất, tại vì trước đây chúng ta cũng có những cái hiệp hội nhưng rồi nó không đi vào thực chất được để mà nó giúp đỡ doanh nghiệp. Thì về cái cách tổ chức, cái cách tổ chức nó phải khác đi, tức là nó phải làm sao mà cái vai trò của hiệp hội họ đóng vai trò tư vấn, tức là họ phải đi và họ nhìn thấy là bây giờ cơ hội ở đâu, thách thức ở đâu, rủi ro ở đâu, họ phải tư vấn được cho doanh nghiệp. Tại vì doanh nghiệp lớn thì họ đã làm rồi, doanh nghiệp nhỏ thì họ sẽ chưa biết những cái này là cái gì hết. Đúng rồi. Và kinh nghiệm thì là đến từ chính những doanh nghiệp lớn của chúng ta không cần đi Anh hay Mỹ hay gì hết, chúng ta đến từ chính doanh nghiệp lớn để chia sẻ lại cái kinh nghiệm cho doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mà đâu là cái mối liên hệ đó, đâu là một cái tổ chức đó, thì chúng ta cần chính cái vai trò của thành phố phải đặt vào đó là kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Có một lần tôi ngồi với ngân hàng thì có nhiều vấn đề đặt ra, tức là phải có doanh nghiệp xanh thì lúc này ngân hàng mới cho vay doanh nghiệp xanh đó và vay dễ dàng hơn. Yeah. Đó là như là một cái bảo chứng vậy đó. Yeah. Giống như là một cái tài sản mà tính chấp gì á. Thì theo tiến sĩ vấn đề này như thế nào mà để cho các ngân hàng Việt Nam mình hướng tới cái vấn đề này? Tín dụng ngân hàng thì nó cũng nằm chung trong một khối với lại cái phần trái phiếu xanh, chúng ta gọi chung là tín dụng xanh. À. Thì nó là có tín dụng ngân hàng, chúng ta gọi là tín dụng liên quan hệ thống ngân hàng. Và tín dụng và trái phiếu thì chúng ta là một cái thị trường nợ, mà nó có thể là nợ riêng lẻ hoặc là nợ đại chúng. Thì những cái này đều là một cái thị trường tín dụng xanh nói chung. Và doanh nghiệp thì họ bây giờ họ muốn phát hành trái phiếu xanh hay họ muốn đi vay tiền tín dụng xanh của ngân hàng thì họ đều cần một cái chứng chỉ, hoặc là họ cho thấy là họ đang đưa đầu tư tiền, nguồn tiền vay về đi vào cái dự án xanh. Thì đây là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà nó cũng có những cái câu chuyện, đó là những doanh nghiệp họ không làm xanh thật, nhưng vì họ muốn tiếp cận nguồn vốn trái phiếu xanh, hoặc vì họ muốn tiếp cận nguồn vốn vốn ngân hàng, thì họ cũng giả bộ, họ đi làm, họ cũng gọi là họ đi làm xanh nhưng họ không phải. Đây là một cái điểm nên chú ý. Xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình Talk Show tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình Talk Show kỳ tới. Xin cảm ơn.